Nhiều năm trở lại đây, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Còn nhớ năm ngoái, Ấn Độ đã lần đầu tiên tặng tàu chiến cho Việt Nam. Đó là tàu tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ tự chế tạo. Một phần mục đích của món quà này là để Ấn Độ quảng bá sự thành công của nền công nghiệp quốc phòng nước bạn, mở đường cho những hàng nóng mà trong tương lai chúng ta có thể nhập khẩu từ nước Ấn, mà trước mắt có thể là tên lửa BrahMos. Vì mới đây, tại Triển lãm Quốc phòng An ninh Châu Á lần thứ 18 DSA 2024, người phát ngôn của Liên đoàn BrahMos, Aerospace đã nói về kế hoạch xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta. Phát biểu với tạp chí Quốc phòng Anh Jane Defense, người phát ngôn này cho biết, chúng tôi, BrahMos Aerospace, đang đàm phán với một số quốc gia Đông Nam Á và họ đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến loại tên lửa này. Trong đó, Malaysia và Indonesia đang tìm cách mua các phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos để trang bị cho máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30. Việt Nam cũng có kế hoạch mua phiên bản tên lửa chống hạm phóng từ bờ của BrahMos để chống lại mối nguy từ Trung Quốc ở Biển Đông. Các thông tin trên được xác nhận sau khi Aerospace đã bắt đầu chuyển giao hệ thống BrahMos đầu tiên cho Philippines. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, BrahMos Aerospace đã ký thỏa thuận trị giá 374,96 triệu đô la, cung cấp cho Philippines 3 khẩu đội tên lửa hành trình BrahMos phiên bản bờ đối hải. Mỗi khẩu đội có ít nhất 3 bệ phóng tự hành đi cùng với hệ thống chỉ huy điều khiển, radar cũng như các phương tiện bổ trợ theo kèm. Mỗi bệ phóng di động sẽ trang bị tới 3 đạn tên lửa siêu thanh BrahMos có tầm bắn tối đa là 290 km. Các khẩu đội sẽ được vận hành bởi tiểu đoàn tên lửa chống tàu thuộc Trung đoàn Phòng thủ ven biển của Thủy quân Lục chiến Philippines. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố các đơn vị đầu tiên của khẩu đội tên lửa bờ BrahMos đã được chuyển giao cho Thủy quân Lục chiến Philippines bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 và IL-76 của Không quân Ấn Độ. Sự thành công của thương vụ bán BrahMos cho Philippines đã làm gia tăng sự tự tin cho Ấn Độ, thúc đẩy họ chào hàng tên lửa này tới các nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Đây là ba quốc gia có tiềm năng mua loại tên lửa này nhất trong khu vực. Những chia sẻ của người phát ngôn liên doanh BrahMos Aerospace là hoàn toàn có cơ sở vì những tin tức về việc Việt Nam chúng ta quan tâm tới tên lửa của Ấn Độ đã có từ khoảng 10 năm trước. Nhưng cho tới nay, mọi thứ vẫn chỉ ở mức tin đồn và các cuộc đàm phán vẫn chưa đi tới đâu cả. Nhưng tại triển lãm quốc phòng ở Malaysia mới đây, thì phái đoàn Việt Nam do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn dẫn đầu đã tỏ ra quan tâm đến tên lửa BrahMos và các biến thể khi đến thăm gian hàng BrahMos của nước bạn. Trong bối cảnh đó, cựu binh không quân Ấn Độ Vijayinder K. Thakur nhấn mạnh khả năng bay ở tốc độ siêu thanh và độ cao rất thấp của tên lửa BrahMos hầu như loại bỏ khả năng phát hiện và đánh chặn kịp thời của radar phòng không đối phương. Ông giải thích, tốc độ cao siêu thanh của tên lửa khiến đầu đạn nặng 200-300 kg của nó có sức hủy diệt lớn hơn đầu đạn có kích thước gấp đôi trên các loại tên lửa khác. Điểm đặc biệt của loại tên lửa này là nó đã được chứng minh sức mạnh trên chiến trường thực tế. Tên lửa Onyx của Nga và BrahMos phát triển dựa trên đó đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Điều này đã tạo ra sự quan tâm rất lớn đến BrahMos, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng điều quan trọng theo quan điểm của Việt Nam là tên lửa BrahMos đang được nâng cấp từ tầm bắn đến trọng lượng. Tất cả những điều này đang được cải tiến để phù hợp với yêu cầu tác chiến của lục quân, hải quân và không quân, cả với các quân đội Ấn Độ và khách hàng mua tên lửa ở nước ngoài. Nếu xét đến tất cả những điều kể trên thì có thể nói là BrahMos rất sáng giá để quân đội Việt Nam thêm vào giỏ hàng của mình. Nhất là trong tình hình Biển Đông đang ngày càng căng thẳng như hiện nay thì có một loại tên lửa lợi hại như BrahMos, Việt Nam sẽ càng yên tâm hơn trong việc gìn giữ vùng biển của mình. Thế nhưng nếu đó là tin tức từ năm ngoái, mình còn nghĩ như vậy thì sang năm nay 2024 này có lẽ BrahMos không còn nằm trong những cân nhắc của ta nữa. Bởi vì ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện giờ là phát triển các loại tên lửa made in Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ của mình bằng chính những hàng nóng của người Việt làm ra. Điển hình chính là các tổ hợp tên lửa hành trình bờ đối hải VCM do Viettel phát triển, mà mới đây đã được giới thiệu khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tập đoàn. Tầm bắn và tính năng của VCM chưa được công bố. Thế nhưng nhìn bề ngoài, khả năng cao là chúng vẫn khó ăn lại BrahMos của Ấn Độ. Tuy nhiên thì điều quan trọng là Việt Nam đã làm chủ được khả năng thiết kế, sản xuất VCM. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta muốn có bao nhiêu quả tên lửa VCM cũng được, rồi từ từ chúng ta sẽ nâng cấp và tạo ra nhiều phiên bản lợi hại hơn, phù hợp hơn với quân đội của ta.
Còn đối với BrahMos, chúng ta phải đi mua từ nước ngoài. Với mức chi tiêu quốc phòng bị hạn chế, ta phải tiết kiệm từng quả tên lửa một. Bắn cái nào là xót rồi cái đó. Hơn nữa là với tên lửa phòng thủ bờ biển, thì ngoài VCM chúng ta còn có tên lửa P-800 Dragon nhập khẩu từ Nga với sức mạnh tương đương với BrahMos. Bởi vậy, mua thêm BrahMos thì có vẻ là không hợp lý cho lắm ở thời điểm này. Việc mua loại tên lửa này để trang bị cho các tàu chống hạm của Việt Nam cũng không mấy khả thi, bởi vì với trọng lượng hơn gấp 5 lần trọng lượng tên lửa chống hạm KH-35E hoặc là gấp gần 4 lần MM-40 Associate trên các chiến hạm Geopard và Sigma, BrahMos chỉ được trang bị trên các tàu hộ vệ và khu trục hạm có lượng giãn nước gấp vài lần các tàu hộ vệ lớn nhất của Việt Nam. Ví dụ như khinh hạm lớp Krivak 3 cải tiến, còn gọi là lớp Tagore của Hải quân Ấn Độ, có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, nặng gần gấp đôi tàu hộ vệ lớp Shepard 3.9 của Việt Nam, được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Một phương án khác có thể tính đến là Việt Nam cũng có thể cải tạo các tàu chiến hiện có để lắp tên lửa này như là Indonesia. Tuy nhiên thì đây là phương án không khả thi bởi vì Việt Nam không có những chiến hạm cũ có lượng giãn nước lớn để mà chuyển đổi như Indonesia. Việc mua phiên bản hạm đối hạm cũng không cần thiết bởi vì các chiến hạm như Shepard 3.9 và Sigma nếu như sử dụng các phiên bản tên lửa chống hạm mới nhất của Nga và Pháp là KH-35UE hoặc là Exocet MM-40 Block 3 cũng không kém mấy so với BrahMos nên hoàn toàn không cần thiết phải mua phiên bản hạm đối hạm. Vì vậy, phương án mua tên lửa BrahMos trên tàu mặt nước sẽ không khả thi trong giai đoạn hiện nay. Nó chỉ đến khi Hải quân Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, sở hữu các tàu hộ vệ, khu trục hạng nặng. Nói chung là tên lửa BrahMos dù lợi hại nhưng để chen chân vào quân đội Việt Nam hiện nay là rất khó, nhất là với những chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước của Việt Nam. Và nếu thực sự Việt Nam vẫn quan tâm đến tên lửa Ấn Độ, thì mình nghĩ rằng là cái tên Akash sáng cửa hơn BrahMos. Akash là tên lửa SAM tầm ngắn mà Ấn Độ tuyên bố là bản nội địa hóa tới 96% với tầm bắn 25 km. Akash bảo vệ các khu vực và căn cứ quân sự khỏi các vụ tấn công trên không. Akash sở hữu phòng thủ và tấn công, đồng thời nhiều mục tiêu ở chế độ nhóm hoặc tự động. Có các tính năng đối kháng điện tử ECCM được tích hợp sẵn và có tính động cơ cao, được dự báo là phù hợp với các đặc trưng phòng thủ tự vệ của Không quân Hải quân Việt Nam. Akash là một hệ thống phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại, có tầm bắn gần tương đương với các tổ hợp S-1252TM, tuy nhiên lại có khả năng cơ động rất cao bởi được đặt trên khung gầm Việt dã có thể nhanh chóng triển khai khi theo đội hình tác chiến tạo ô phòng không cho đầu một cách cực kỳ hiệu quả. Nếu được thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ mong muốn phía đối tác chuyển giao luôn cả công nghệ sản xuất các tổ hợp này. Nếu Việt Nam sở hữu tổ hợp tên lửa Akash của Ấn Độ, chúng ta sẽ có một tổ hợp phòng không đa tầng rất hiệu quả do trong biên chế của Việt Nam hiện tại đã có sẵn các tổ hợp phòng không F-300. Mối quan hệ của Ấn Độ và Việt Nam vốn thường bị đóng khung trong định kiến là cùng kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc với nhiều tranh chấp lãnh thổ mà cả hai quốc gia cùng có với Bắc Kinh. Tuy nhiên đó không phải là bản chất hay là đích đến của quan hệ quốc phòng Việt-Ấn. Đến nay, Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về phần mình, Ấn Độ đã và đang nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường sự hiện diện của New Delhi ở Đông Nam Á thông qua tăng cường quan hệ và hợp tác an ninh trên toàn khu vực. Do đó, tiềm năng hợp tác quốc phòng của Việt Nam và Ấn Độ được đánh giá là rất lớn, xuất phát từ mong muốn chính đáng của lãnh đạo, nhân dân hai nước, các biến động địa chính trị trong khu vực, cũng như chủ trương nhất quán đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác quốc phòng, tiến tới nâng cao năng lực tự chủ nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Năm 2023 được đánh giá là một năm rất thành công của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Vũ khí trang bị của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel, Viettel Hi-Tech, VST, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, đã tham dự nhiều triển lãm quốc phòng quy mô lớn trên toàn thế giới. Qua đó chúng ta thu về 6 hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài. Chiến dịch đưa vũ khí trang bị của Việt Nam tiến ra thế giới dĩ nhiên chưa dừng lại ở đây. Khởi đầu cho năm 2024 này là lần đầu tiên chúng ta mang hàng của mình sang Malaysia để giới thiệu với bạn bè các nước. Cụ thể, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel của Việt Nam hiện đang tham gia triển lãm và hội nghị dịch vụ quốc phòng châu Á lần thứ 18 DSA 2024 diễn ra tại Malaysia từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 5. Tin vui đã báo về ngay những ngày đầu diễn ra triển lãm. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 5, Viettel Hi-Tech cho biết, tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng, đại diện của Viettel Group là Viettel Hi-Tech.
đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty hàng đầu tại Malaysia. Đây chính là tín hiệu cho thấy hàng nóng của ta sẽ được xuất khẩu sang nước bạn trong tương lai gần. Theo đó, Viettel Hitech đã ký với MIM Defense, công ty hàng đầu về cung cấp hệ thống sản phẩm quân sự công nghệ cao, và Transport, nhà tích hợp công nghệ cao có lịch sử hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành quân sự và viễn thông. Viettel và các bên đã tuyên bố cùng phát triển kinh doanh quốc tế. Hợp tác chiến lược này sẽ giúp các công ty thuộc hai quốc gia có thể tận dụng sức mạnh chung và khám phá cơ hội kinh doanh tại thị trường địa phương và toàn cầu. Theo ông Rear Admiral Dato Alias, chủ tịch của MIM Defense nhận định, thông qua việc hợp tác cùng Viettel, tôi tin chắc rằng MIM Defense có thể cung cấp các giải pháp tốt nhất cho chính phủ Malaysia. Từ đây chúng ta có thể chia sẻ tài nguyên, chuyên môn và công nghệ giữa hai ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần nâng cao năng lực trong các lĩnh vực bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Đặc biệt chúng tôi có thế mạnh về tích hợp, cung cấp sản phẩm tới lực lượng hải quân trong bối cảnh bảo vệ an ninh hàng hải là rất quan trọng đối với Malaysia. Và các sản phẩm Viettel đã đáp ứng được mong muốn của chúng tôi. Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel Hitech cho biết, sự tùy chỉnh là điểm mạnh chính của Viettel Hitech. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu cụ thể nào từ khách hàng. Với sự hợp tác này, chúng tôi thực sự hy vọng rằng MIM Defense có thể giúp các giải pháp của Viettel mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng tiềm năng của chúng tôi, đặc biệt là quân đội Malaysia trong thời gian tới. Chắc mọi người sẽ thắc mắc rằng, chúng ta sẽ xuất khẩu thứ gì sang Malaysia? Cụ thể trước mắt thì chưa rõ, nhưng qua những gì mà đối tác nước bạn đã nói thì khả năng cao đầu tiên sẽ là những thiết bị thông tin liên lạc của Viettel. Một số sản phẩm trọng điểm của Viettel như các dòng máy thông tin liên lạc được phát triển trên cùng nền tảng công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo trang bị hoạt động tin cậy trong môi trường chiến tranh hiện đại. Các công nghệ thiết lập đường truyền sóng ngắn thông minh tiên tiến nhất hiện nay giúp hệ thống nhanh chóng tự động lựa chọn tần số, tốc độ, băng thông tối ưu để đảm bảo thông tin ổn định, tin cậy ở cự ly liên lạc trực tiếp lên tới hàng nghìn km. Trong lĩnh vực radar, Viettel hiện đã phát triển các sản phẩm radar cảnh giới biển tầm gần và tầm trung dành cho hải quân. Sản phẩm quang điện tử của Viettel có khả năng ổn định hướng ngắm cao, ống kính quang học tiêu cự lớn cho phép phát hiện các mục tiêu ở cự ly xa vài chục km.